bên công ty Lý Hải bị mắng vốn là tại sao là không hoàn trả lại hiện trạng cũ. Khi mà năm nào cũng vậy á, thấy mà tổ chức đi chơi ăn mừng đó rồi biết rồi ông thu đủ tiền rồi đó. Mà có một cái điều mình xin bật mí, chợ Mai, cái chợ đó sau khi mà Lý Hải quay xong rồi thì bây giờ đã đọc mất hết rồi. Dạ, và rõ ràng thì bộ phim Lật Mặt 6 cũng đã tiếp nhận được rất là nhiều tình cảm của bà con, những bà con lao động nghèo, khi mà họ đã đến và họ tìm thấy được hình ảnh của mình ở trong đó. Vậy thì lúc mà anh dựng bộ phim hoặc là anh biên kịch những cái dòng đầu tiên của bộ phim, anh có nghĩ đối tượng khán giả của mình là ai không? Khi mà viết kịch bản thì Lý Hải sẽ xây dựng một nhóm bạn. Lý Hải đắn đo rất là nhiều, một nhóm bạn có thể là 9-10 người, một nhóm bạn có thể là 2-3 người. Nhưng mà nếu mà 2-3 người thì khi khán giả xem thì ít nhân vật quá. Lý Hải muốn có một nhóm bạn nó vừa đủ để cho thấy tôi không giống người này thì tôi cũng giống người kia. Không giống người kia tôi cũng thể quá thân vào người đó. Để là chúng ta sẽ thấy là trong xã hội có rất nhiều cá tính, nhiều nhân vật và nhiều tầng lớp khác nhau. Đó thì Lý Hải cuối cùng là chọn ra là 6 bạn. 6 nhân vật cho nam chính cho bộ phim mình. Đó. Thì cái con số 6 nó cứ tượng trưng cho tình bạn. Nên mình chốt là cái con số 6. Là rồi tại sao anh lại chọn Làng Chiếu Đình Yên để cho xuất xứ của những người này trưởng thành cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, rồi cùng nhau trưởng thành ở trong rất là nhiều nghĩa khác nhau. Khi mà trên bàn viết á, thì Lý Hải nghĩ là sẽ có một cái ngành nghề văn hóa nào đó để trong phim mình. Nhưng mà khi chọn cảnh thì Lý Hải mới phát hiện ra là Làng Chiếu Đình Yên là một trong những cái làng chiếu rất là nổi tiếng hồi xưa, mà khi mình quay phim là lên nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà đi chọn cái cảnh này là nó không có giống đẹp như trong tưởng tượng. Và sau đó thì mình phải làm để cho nó đẹp hơn đúng không ạ? Muốn tái hiện lại. Tái hiện lại cái làng chiếu mà nó đã từng tồn tại nơi đây rất là nhiều năm rồi. Thông qua những thước phim mình muốn cho các bạn trẻ sau này thấy được là quá trình làm một cái chiếc chiếu như thế hoặc là cái tấm chiếu á, nó đẹp như thế để cho mọi người có thể biết hơn về cái Làng Chiếu Đình Yên. Và vì cái sự đầu tư đó nên là ở trên mạng đã tự viral luôn cho bộ phim là before after, hồi đây là làng chiếu ở ngoài đời đây, còn đây là làng chiếu lên phim đây. Để điều đó mới chứng tỏ rằng là Lý Hải rất là chịu chơi luôn, đầu tư rất lớn. Vậy thì em hỏi là sơ sơ đầu tư là nhiêu anh? Chắc có lẽ là Lý Hải sẽ không không nhưng mà anh có nói rằng là làm thế nào đó để bộ phim về vốn mà để cho Lý Hải còn tiếp tục phục vụ với bà con, mà về vốn đâu biết nhiêu về vốn rồi nè. Mấy anh em đã hẹn nhau rồi. Khi mà năm nào cũng vậy á, thấy mà tổ chức đi chơi ăn mừng đó rồi biết rồi ông thu đủ tiền rồi đó. Không thấy mừng lắm nha, thấy là mặt Cường rất mừng nè, mặt Khánh rất mừng, mặt buồn nè. Nghe cái mặt sáng lên vậy. Mà có một cái điều mình xin bật mí nhỏ ở đây. Ở chợ Chiếu Đình Yên nó sẽ có hai cái chợ, một chợ nhỏ nhưng mà đó là chợ lâu đời, hàng mấy chục năm, cả trăm năm về trước rồi. Với một cái chợ Chiếu Đình Yên xây sao là nó sao nữa là lớn hơn. Thì cái chợ chiếu nhỏ mà mình tái hiện lại á, mà nằm trong cái cảnh mà nãy hỏi là mọi người đánh đấm đồ dắt chiếu chợ đêm đó. Hồi đó kêu bằng chợ ma. Chợ ma có nghĩa là chỉ bán vào buổi tối. Ban ngày người ta dệt chiếu vào buổi tối, người ta đem ra ngoài người ta trao đổi mua bán, nên kêu bằng chợ ma. Thì cái chợ đó sau khi mà Lý Hải quay xong rồi thì bây giờ đã đập mất hết rồi. Đó, thì chỉ còn một cái chợ lớn thôi. Thì nếu mà các bạn có quay về dưới xem thì chắc sẽ không còn thấy cái chợ đó nữa. Mà chỉ thấy trong phim Lật Mặt rồi. Anh có tham vọng một chút xíu là em thấy là ở trong những bộ phim Hàn Quốc á, sau khi mà cái phim trường đó, bộ phim đó hoàn thành xong thì phim trường đó trở thành một cái điểm du lịch luôn. Cái đó là một cái ước mơ của mình rất là lớn. Mà mình muốn làm như thế. Nhưng mà cái vấn đề xây dựng lên mà không trả lại hiện trạng cũ thì... Nhưng mà hiện trạng cũ thì nó cũng đâu còn gì đâu. Nhưng mà cái đó phải có giấy phép. Ví dụ như bây giờ trên một cái khu đất đó, đất được phép xây dựng thì căn nhà đó mới được tồn tại. Nhưng mà đất là đất nông nghiệp, đất trồng cây ăn trái, thì khi mà chúng ta dựng cái bối cảnh lên, chúng ta quay xong xuôi, chúng ta phải trả về hiện trạng cũ. Phải được phép địa phương thì mới giữ, còn không cái là phải tháo dỡ. Lý Hải bị những cái phim trước rồi,
Lật Mặt phần 3 cũng để lại và bị mắng vốn. Lý do là và Lật Mặt phần 5 vậy lại dựng một cái căn nhà nhà gỗ rất là đẹp ở trong cánh rừng. Trong cái vườn thôi thì chủ đất mới thấy là nhà đẹp quá là xin lại, nói là chú xây rồi bây giờ chú đập phá như thế ổn quá, cho tôi xin lại nó rồi con sẽ để nguyên lại cho chú, nhưng mà chú phải xin phép chính quyền đàng hoàng. Nó ok, ở đây là không sao hết, tôi để đây tôi không có kinh doanh ấy gì, tôi để thôi chứ tôi phí lắm. Nhưng mà về xong xuôi khoảng mấy tuần sau là bên công ty lại bị mắng vốn là tại sao là không hoàn trả lại hiện trạng cũ. Thế là mình phải chạy xuống dưới, mình phải xin phép lại địa phương, phải làm giấy tờ rồi làm cam kết đủ thứ đó. Chứ mình nhiều lúc những cái điều mình mong muốn như thế nhưng không phải dễ làm. Phải có sự đồng bộ và sự chấp thuận của địa phương. Và cũng đau lòng nha, tại vì nơi đó là nơi mà nguyên cả đoàn làm phim, những thành viên trong phim đã cùng gắn bó, rồi bà con cũng kết nối và nó mang lại cái hồn cốt xưa của một làng chiếu như thế. Và tự nhiên khi mà đoàn phim đi thì phải quay trở lại với cái hiện trạng sơ sát, nó cũng hơi đáng buồn.